Đây mọi người, hàng siêu phẩm nha. Con này là màn hình độ phân giải là đến 4K nha mọi người. Đây là Sony XZ2 Premium nha. Premium chứ mọi người. Đây, XZ2 Premium. Màn hình độ phân giải là đến 4K lận. Chạy con chiếc Snapdragon là 845 nha. Con này giá rất là rẻ luôn. 3.250.000 nha. 3.250.000 mọi người. Đó, mật độ điện ảnh là đến 756 rồi mọi người. Mật độ điện ảnh là đến 756 nha. Rất là đẹp luôn. Đây. À 765 nha mọi người. 3.250.000 nha mọi người. Mật độ điện ảnh là 756 PPI nè mọi người. Màn hình là 5.8 inch nha. Đó. Camera là đây camera đây mọi người. Này, để cho mọi người xem video 4K mọi người. Đây, em test 4K cho mọi người xem luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Màn hình độ phân giải 4K nha. Đây, nghe nhạc luôn. Đây, mọi người. Quá đẹp luôn. Em đem chỉnh là kiếm video này 4K đường cao hôm nay đúng 4K HDR mọi người cho nó đẹp này, 4K HDR quá đẹp luôn. Màn hình độ phân giải là 4K nha. Mật độ điểm ảnh là 765 PPI mọi người. Nói chung là màn hình rất là nét luôn. Sony mà. Và RAM này còn là RAM 6, bộ nhớ là 64GB nha mọi người. Chạy con chiếc Snapdragon là 845. Đó. Máy là có chống nước nha. Có chống nước có loa kép luôn nha mọi người. Giá bán là 3.250.000 nha mọi người. Đó, màn hình quá đẹp luôn. Không bao giờ thấy lỗi luôn rồi. PPI rất là cao luôn, 765 luôn. Đó. Đây, thông số chi tiết của nó đây. Qualcomm thì nó là gần 845 nha. RAM 6 mọi người, kích cỡ RAM là RAM 6 nha. Bộ nhớ là 64GB. Đây, kích cỡ bộ nhớ nè, 64GB nha. Tiếp theo là cảm biến. Đây, áp suất. Lộn đi, áp suất ánh sáng mọi người. Đây, áp suất máy nè. Đó. Máy còn giống nước nha. Rồi bên em không bao vô nước cho mọi người, không bảo hành vô nước cho mọi người lưu ý giúp em nha. Đó, bên em là không bảo hành vô nước. Màn hình là IPS LCD hỗ trợ HDR10 nha. Đó, độ phân giải màn hình là 4K nha mọi người. 3840 nhân cho 2160 pixel. Và mặt kính cường lực là Gorilla 5 nha. Hiện tại là chạy Android 10 mọi người. Nói chung tất cả thông số này là của trang GSM. Trang này rất là chính xác nha. Camera chính là 19 chấm nha mọi người. 19 chấm nha. À, đây camera phụ nè. Camera chính là 19 chấm và camera phụ là 12 chấm nha. Tiếp theo camera trước là 13 chấm mọi người. Đó. Thông số của em nói nha mọi người. Đây camera của nó đây. Đây là camera trước mọi người. Đây là camera chính nè. Đó. Giá bán là 3.250.000 nha mọi người. 3.250 nha. Đó, cái này bản Nhật nha mọi người. Màn hình khoảng 98:99 nha. Đây là màu đen. Tiếp theo sẽ là màu bạc mọi người. Màu đen và màu bạc nha. Màn hình khoảng 98% thôi. Đó. Đây là màu bạc mọi người. 3.250 mọi người. Đó, 3.250. Chip 845. Màn hình 4K, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Sony XZ Premium. Ok. Tiếp sẽ là iPhone 8 rồi. Đây, hôm nay về tiếp là một lô iPhone 8. iPhone 8 màn hình khoảng 97-98 rồi. Nói chung giờ iPhone 8 rất là hiếm hàng rồi. Đó, iPhone 8 nha, 64GB quốc tế. Mã Mỹ cho mọi người. Đó. Màn hình thì cũng còn ok mọi người. Nói chung khoảng 97-98 thôi. Đó.
iPhone 8 bên em sẽ bán giá là 4.350.000 thôi. Pin thì tại vì mấy con dòng này pin thì nó khoảng 8 mấy rồi. 80 8 mấy thôi. Đó, là pin zin của nó luôn nha. Quốc tế 64GB mã Mỹ đó mọi người. Đó. Và pin con này là 81% thôi. Nói chung là pin zin thì cỡ đó mọi người. Mọi người muốn hai pin thì bên em hỗ trợ hai pin, tốn phí là 150.000 nha, bảo hành pin một năm luôn nha mọi người. Đó, đây là màu gold nè. Tiếp theo là màu trắng mọi người. Hôm nay không có màu đen nha, đây màu trắng. Và tiếp theo sẽ là màu đỏ được 2 cây. Đó, mấy con camera lòi thì nó sẽ bị chấm chấm li ti mọi người thấy không? Đó. Tại vì người ta sẽ ốp lưng cũng không có che được hết camera mọi người. Chung camera lòi hay bị cái viền cam lắm. iPhone 8 64GB quốc tế giá bán là 4.350.000 mọi người. 4.350.000. Bên em hỗ trợ trả góp không cần trả trước tất cả các dòng máy luôn nha. Khoản vay được khoảng 15 đến 20 triệu mọi người. Chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với hộ khẩu. Yêu cầu trên 18 tuổi và không nợ xấu nha. Hồ sơ làm khoảng 30 phút là nhận luôn máy mọi người. Đó. Bên em chỉ góp tại trực tiếp tại tiệm nha, không có góp online nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em nha. Ok, tiếp theo sẽ là đây. Hôm nay nhiều đồ chơi lắm mọi người ơi. Mọi người thấy hay chia sẻ cho một lượt chia sẻ nha mọi người. Tiếp theo là S20 Plus mọi người, S20 Plus bản chính hãng 2 SIM nha. Đó, S20 Plus bản chính hãng 2 SIM. 2 SIM chính hãng. RAM là RAM 8, bộ nhớ là 128GB mọi người. Đây là phiên bản màu xanh nha. Đó, bên em sẽ bán giá là 9.700.000. Đó, 9.700 nha mọi người. S20 Plus bản chính hãng 2 SIM. Ngoài hình khoảng 9899 mọi người. Thì con này sẽ có màn hình là 6.5 inch mọi người. Và có tần số quét cao là 120Hz nha. Đó, tần số quét cao 120Hz nha mọi người. RAM là RAM 8. Đó, 120Hz mà iPhone 12 Pro Max chưa có nữa. Giờ bản thêm mua lút là có mọi người. RAM 8 mọi nhớ là 128GB nha. Đó, 120Hz, nói chung là rất là mượt mọi người. Nói chung là có màn hình 120Hz dễ sử dụng lắm mọi người. Nói chung nhìn nó đã mắt. Tiếp theo là camera. Đây, camera chính. Đây cầm cái góc rộng nha. Đó, F1 nè. Và đây là F3 mọi người. Đó, F3 nha. Nhưng được 30x mọi người. Còn đây là camera selfie góc rộng nè mọi người. Đây là thường nha. Đây, nhưng được 30x nha mọi người. Này nhưng được 30x nha. Giá bán là 9.700.000. S20 Plus mọi người. S20 Plus bản chính hãng, 2 SIM chính hãng nha. Đó, con này chính hãng nha mọi người. Tiếp theo con này là mã Mỹ nè, đây. Con này là mã Mỹ. Mã Mỹ thì chip mạnh không rồi. Mã Mỹ thì chip Snapdragon là 865. Đây. Samsung S20 FE bản 5G. Con này mã Mỹ nha. Lưu ý mọi người là mã Mỹ nha mọi người. Mã Mỹ là sẽ ghi cái mã là chữ U nha mọi người. Đây. Nó có chữ U nha. Và pin là 4.500. Hiện tại là chạy Android 11 nha mọi người. Màn hình là 6.5 inch nha. Con này có tần số quét cao luôn rồi, 120Hz luôn. Và RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Này sẽ bán giá là 7.2 nha mọi người. Đây tần số quét cao. Ủa, em chỉnh lộn nền tối rồi. À cực hấp pin mọi người, không phải. Này, cực hấp pin chứ không phải là chỉnh nền tối. Đây, tần số quét 120Hz nha mọi người. Tiếp theo là camera. Này chỉ có một con thôi. Giá bán là 7.2. Màu xanh đen. Góc rộng mọi người. Đây là F1. Đây là F3. Đó, F3 nè mọi người. Con này cũng zoom được 30x nha. Tiếp vào camera selfie mọi người. Đó. Có 3 cam sau và 1 cam trước nha mọi người. Giá là 7.200.000. Chip Snapdragon là 865. Con này chip mạnh nha mọi người. Chip Snapdragon 865 nha. Hiện tại bên em chưa có ship tỉnh được cho mọi người. Tại vì bên em sẽ giải quyết hàng hay bảo hành trước nha. Bên này khi nào ship tỉnh được bên em sẽ báo cho mọi người. Bên em chỉ bán Hồ Chí Minh thôi nha mọi người, lưu ý giúp em nha mọi người. Không để số điện thoại công khai trên livestream giúp em nha. Ok, tiếp theo sẽ là S9 Plus bản Mỹ luôn. S9 Plus bản Mỹ em về được 3 cây nha. Này, một cây nè. Màu tím. Màu đen. Màu xanh. Đây, 3 cây màu tím. Tím đen xanh nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì khoảng con này ngoại hình còn khá đẹp nha mọi người. 98 nha. Có mấy con thì nó bị chấm chân sạc mọi người. Nhưng mà cũng không đáng kể nha mọi người. Không bị cứng mốp gì hết nha.
Đó, không cứng mốp gì hết trong người. Đây. 3 cây. Có một cây đen thì nó bị chấm li ti đó mọi người. Đó, em quay kỹ cho mọi người xem nha. Có mọi người tốn thời gian chạy qua mua thôi. Đó. Còn mấy cây kia thì ok. Samsung S9 nút mọi người, bản Mỹ là một sim nha. Pin là 3.500 mọi người. Hiện tại là chạy trên 10 nha. Và RAM là RAM 6, bộ nhớ là 64GB. Bên người sẽ chạy con chiếc Snapdragon là 845 mọi người. Đó, Snapdragon 845 nha. Và cam sao là có 2 cam sao nha mọi người. Ok, tiếp theo sẽ là test camera cho mọi người xem. Đây, camera X1, X2 mọi người. Đây là camera selfie nha. Và giá bán là 4.500.000 nha mọi người. 4.500.000. Đó, ngoại hình khoảng 9899 nha. Ok, tiếp theo sẽ là iPad Gen 6 mọi người. iPad Gen 6 phiên bản 128GB Wi-Fi nha. Rồi, iPad Gen 6. Ngoại hình cũng khoảng 98 mọi người. Đây, ngoại hình còn khá đẹp. iPad Gen 6 bên đây bán giá là 7.600.000 và con này là chip Apple A10, màn hình là 9.7 inch nha mọi người. Đó. Đây. Camera có 5 người. Bản LLA bản Mỹ nha. Và 128GB nha mọi người. Đó. Giá bán là 7.600.000, em được 4 cây nha. 4 máy nha mọi người. Địa chỉ của em là 254A Đặng Húc Liên, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó. Tiếp là Note 9 mọi người. Đây là Samsung Note 9, còn một cây màu trắng nha. Màu trắng thì ngoại hình nó có cứng nha mọi người. Đó. Có cứng và vài chỗ nè mọi người. Em quay kỹ cho mọi người xem. Đây, ở đây cũng có cứng đó nha. Giá bán là 5.400.000 mọi người. Và còn là bản hàng 2 sim nha. Bản hàng được 2 sim nha mọi người. Em đã lên 2 sim rồi nha. Đó, em lên 2 sim rồi nha mọi người. Và pin là 4.000. Hiện tại là chạy anh cho 9 nha. RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Đây, màu trắng nha. 5.400.000 nha mọi người. Ok, tiếp theo sẽ là S10. Đây là S10 bản Nhật, đã chạy game quốc tế thành bản F nha. Đây. Bản Nhật chạy game quốc tế thành bản F nha mọi người. Pin là 3.400. Và hiện tại là chạy anh cho 11 nha. Đó. RAM là 8, bộ nhớ là 128GB. Và màn hình là độ phân giải 2K+ mọi người. Đây là camera. Cái này sẽ bán giá là 5.400.000 nha mọi người. 5.400.000 luôn. Đó. 5.400.000. Bản Nhật nha. Máy thì dán keo nguyên con mọi người. Đây, cái này là khách mua bên em rồi bán lại rồi. Nhưng mà còn rất là mới nha. Mà khoảng 9899 luôn mọi người. Nói chung con này ngoại hình còn đẹp nha. Còn xanh. Ok, tiếp theo sẽ là Redmi Note 8 Pro mọi người. RAM 6, bộ nhớ là 64GB, chip G90T nha. Và con này là màn hình là Full HD cộng, màn hình IPS nha mọi người. 6.5 inch. Có camera góc rộng 0.6 nha. Đây là camera X1. Tiếp theo là camera X2. Còn đây là camera selfie mọi người. Đó. Giá bán là 3.450.000 nha. Đây M32 mới về thêm mọi người. M32 máy mới nha. M32 máy mới, để em đẩy lại chim qua xíu. M32 này bán rất là hot mọi người. Con này phiên bản là RAM 8 nha. Đây, máy mới nha mọi người. Chưa khô siêu, được bảo hành hãng 1 năm. RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Giá bán là 5.350.000 nha mọi người. Đó. Samsung M32. Pin là 6.000. Phiên bản RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Máy mới chưa khô siêu nha. Bảo hành hãng 1 năm nha mọi người. Nói chung pin 6.000 rất là ok luôn. Này để cho mọi người chạy chạy gáp công nghệ hay là chung con này pin châu mọi người. Pin châu nha. Màn hình là tấm nền là OLED luôn. Tiếp theo là Samsung Galaxy Z Flip, còn một cây cuối cùng thôi mọi người. Đây, Z Flip còn bảo hành chính hãng 1 năm. Rồi, Z Flip nha, còn bảo hành chính hãng 1 năm mọi người. Và con này sẽ bán giá là 12.900.000 mọi người. Đó là full box đầy đủ phụ kiện nha.
Nói chung là không khác gì mới mà. Còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo là đây. Xiaomi. Mấy còn pin không? Hàng còn pin mọi người. Đây. Họ để qua xíu đi, cái này để họ quay sau. Tại vì chưa mở nguồn mọi người. Chút này cũng đi gom được nhiều máy, cuối tuần mà cũng được vài dòng máy mọi người. Này thì Redmi Note 10 Pro. Này, màn hình là 120Hz. Với tấm nền là AMOLED nha mọi người. Kích cỡ màn hình là 6,67 inch. Camera 180 luôn à. Đó mọi người, camera 180. Và chip Snapdragon là 720G. Sạc là 33W nha. Pin là 5000. Đó. Pin 5000 mọi người. Con này có màn hình 120Hz luôn mọi người. RAM 8 nè. Bộ nhớ là 128GB. Màn hình là 6,67 inch. Với tấm nền là AMOLED nha. Tấm nền AMOLED mọi người nó sẽ nhìn đẹp hơn là IPS nha mọi người. Đó. Chiếc xe nó gần là 720G. Và có sạc hỗ trợ sạc là 32W, 33W. Máy full box. Màn hình này đẹp chính chính đẹp keng. Chính chính đẹp keng. 5.950 mọi người. 5.950.000 nha. Cái này thì còn bảo hành hãng rất là dài mọi người, tại vì cái này bảo hành hãng đến 18 tháng. Tiếp theo là Samsung A52 5G, con là phiên bản 5G nha mọi người. Và pin là 4.500 nha. Pin cũng là 4.500 nha mọi người. Hiện tại là chạy Android 11 nha. RAM là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Đây, màn hình là con này có tần số quét là 120Hz luôn người. Màn hình là 6,5 inch. Đó, con này có 3 cam sao. À 4 cam sao luôn người. Đó, 4 cam sao. Giá bán là 7.500.000 nha mọi người. Con này có 5G nha. Con này có 5G nha mọi người. Đó. Đây là góc rộng, đây là bản chính hãng nha mọi người. Con này X1. Con này là X2 nha. Đó. Để em chép bảo hành cho mọi người xem luôn. Coi còn bảo hành bao nhiêu nha mọi người. Để em xem coi còn bảo hành bao nhiêu nha. Hôm nay em cũng còn nhiều máy lắm rồi. Em có thể quay từ từ cho mọi người xem. Mà để em check chi tiết từng máy trong người luôn. Để cho mọi người dễ mua mọi người. Check bảo hành Samsung. Này. Để em coi còn bảo hành hãng bao nhiêu nha mọi người. iPhone XG em không có hàng rồi anh ơi, anh Văn Tường. Khi nào em sẽ thấy bình luận này em sẽ đọc nha mọi người. Chứ em không có đọc hết được đâu. Nhiều bình luận quá. Máy kéo hả? Ok. Còn mọi này bảo hành đến ngày 5 tháng 5 2022 nha. Đó. Ngày 5 đến 5 2022 nha mọi người. Đây. Kích hoạt là ngày 6 tháng 5 2021, còn bảo hành đến ngày 5 tháng 5 2022, thì còn bảo hành đến 7 tháng mọi người. Đó. Còn 7-8 tháng nha. Giá bán là 7.500.000 mọi người. Ok, chúng ta sẽ là lấy lịch. Tiếp theo là Mi 10 Tay Lai mọi người. Mi 10 Tay Lai gam 6, bộ nhớ là 128GB nha mọi người. Đó. Con này có màn hình là 120Hz luôn nha. Mà tấm nền là IPS không rồi. Tấm nền IPS nên nó nhìn nó hơi tái tái xíu nha. Đó, nền là tấm nền IPS nha mọi người. Mi 10T Lite 5G, con này có 5G luôn. Đây. Con này có 5G nha mọi người. 16128GB. Màn hình 120Hz nha. Đây cam ga của nó mọi người. X1, X2. Nói chung Xiaomi thì chụp hình cũng không có gì nổi bật lắm mọi người. Giá bán là 5.400.000 nha. Con này 5.400.000, có 5G mọi người. Hôm nay em có ITS nha. ITS em mới về thêm mọi người. Đây, ITS mới về thêm nha. Em về được thêm được ITS với Oppo 5G. Em sẽ báo từ từ cho mọi người xem.
Để em xíu mọi người. Đây tiếp theo đó là iPhone 6S Plus mã VN 32GB. Đây. 6S Plus mã VN 32GB nha. Em còn một pin phần trăm pin nè. Này thì pin 82% màu hồng. Và con này nhỏ thì khoảng 98 nha. Giá bán là 3,2 triệu mọi người, 32GB quốc tế mã VN 6S Plus. Tiếp theo là 7 lút mọi người. 7 lút em còn một cây. Hộp máy 32GB luôn. Này mã Mỹ nha. Để em coi pin bao nhiêu mọi người. Con này hai pin rồi nha mọi người. Pin 100%. Đó. Giá bán là 4.450.000 nha. 4.450. Còn đây là lô iPhone XS mới về mọi người. Đó, lô iPhone XS mới về nè. Yes, thì có pin cao pin thấp mọi người, có pin 7 mấy cũng có, pin 8 mấy cũng có, nhưng mà bên em bán thì ai qua trước thì lựa trước nha. Đó. Ai qua trước thì lựa trước mọi người. Đó pin thì em ghi là 82, 88, 86, 89 nè. Cái con này thì pin cỡ đó thôi mọi người, tại pin zin của nó là khoảng như đó thôi. Chứ không có cao hơn mọi người. Đây mã Mỹ 64GB nha, là loại A mọi người. Bên em hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha mọi người. Mọi người muốn mua góp thì có thể qua trực tiếp bên tiệm em nha. Pin thì 82 mọi người, em có ghi rồi. 64GB quốc tế mà Mỹ, bên em sẽ bán giá là 8.500.000 nha. Đó, 8.500.000, đủ màu trong mọi lựa nha. Màu hình khoảng 9899 mọi người. Đó, màu hình khoảng 9899 nha. Rồi cái đèn cái này thiếu đèn, thiếu sáng hả? Đó. Em chiếu cái đèn vô cho mọi người xem đó. Đó, màu hình khoảng 9899 nha. 8.500.000 nha mọi người. 8.500.000. Ok. Tại vì cái này em cũng iPhone XS thì ngày nào em cũng review mọi người. Chủ yếu là em review mấy cái dòng mà chưa review. Này em chỉ báo giá thôi. Giống như là S10 5G ngày nào em cũng bán nè. S10 5G thì có, hôm nay có 512GB nha. Đó, một cây màu titan 512GB. Và một cây màu đen 512GB. Giá bán là 6.900.000 nha mọi người. Samsung S10 5G. Đó bản hàng nha mọi người. Bản hàng là một SIM nha mọi người, lưu ý không có lên được hai SIM và pin là 4.500 mọi người. Hiện tại là chạy Android 11 nha. RAM là RAM 8, bộ nhớ là 512GB. Đó. Màn hình là Dynamic AMOLED. Độ phân giải màn hình là lên đến 2K cộng. Kích thước màn hình là kích cỡ màn hình là 6.7 inch nha mọi người. Là 6.7 inch nha. Này camera góc rộng nè. F1 là X2 nha. Tiếp theo là camera selfie mọi người. Đó. Nói chung là dòng này thì bán rất là chạy mọi người. Cái dòng này S10 5G với dòng V50 đang bán rất là chạy nha. Không phải riêng tiệm em mà tất cả thị trường cũng vậy luôn. Còn 256GB bên em cũng có nha mọi người. 256GB bên em sẽ bán giá là 256GB bên em sẽ bán giá là 6.3 triệu mọi người. Nhiều lúc nói mà không nhớ luôn. Nói mà quán luôn. Ok, tiếp theo sẽ là em sẽ báo giá những dòng máy đang còn nha mọi người. Đây Samsung Note 10 Plus thêm còn khoảng được mười mấy cây mọi người. Hôm nay cũng bán được mười mấy cây nha. Hôm nay khoảng được 30 cây Samsung Note 10 Plus bản 5G nha mọi người. Đây phiên bản 5G nha, bản hàng 5G nha. Đây bản hàng 5G hiện tại trên dây 11 nè. Pin là 4.300, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB nha mọi người. 256GB. Đây camera của nó nha. Tại gần hết pin còn 1% mà. Là góc rộng nè. F1 X2. Đây camera selfie nha. Còn hết pin luôn. Con này có 5G nha mọi người. Đây phiên bản có 5G nha. Đó. Đây camera selfie nha mọi người. Em chỉ còn hai màu thôi, màu đen và màu titan. Giá bán là 9.800.000. 9.800 nha. RAM 12GB. Và bộ nhớ là 256GB mọi người. Con này thì bản hàng sạc. Bản hàng thì có 5G, bản chính hãng thì không có nha. Hình như mạng bị yếu hay sao giật giật. Còn đây là iPhone 7. iPhone 7 thì 32GB mọi người. iPhone 7 32GB. Quốc tế mà Mỹ hết luôn.
giá bán là 2.990.000, 2.990.000. Pin thì mấy con này chắc khoảng 7 mấy không rồi. Rồi pin em nhập zin nó là mấy con pin này cỡ đó thôi. Nó có con được 80. Mấy pin zin nó cỡ đó thôi mọi người, tại con này cũng 6 7 năm rồi. Nhưng mà vẫn còn ok mọi người. Đây iPhone Deep Max nha. Deep Max thì 64GB quốc tế mã Mỹ nha mọi người. Em chỉ còn màu đen, màu trắng thôi, hết màu vàng rồi. Đó mã Mỹ nè. 64GB mã Mỹ. Để em coi pin còn bao nhiêu. Pin 88 mọi người. Pin 88 luôn luôn, hai con 88. Còn được 4 con. Thì giá sẽ bán là màu đen 10.900.000, màu trắng màu vàng 11.200.000 nha. 26GB thì cộng 1 triệu. Đó. Nói chung là hôm nay bên em cũng bán góp nhiều lắm mọi người. Tại vì hôm nay chủ nhật á, người ta có thời gian qua mua góp mọi người. Và mọi người lưu ý mà qua mua góp á, có hỏi qua một người giúp em thôi. Tại vì tiệm em đông quá là bên công bên nói chung là bên mấy anh công an á, không cho mở cửa đó mọi người. Đó mọi người muốn qua mua thì qua một người thôi. Nếu mà nói chung là hạn chế cho em thôi. Một người cố gắng một người cho em mọi người. Tại vì em đâu có nói được là không cho qua hai người đâu. Thì nói chung cố gắng một người thôi. Hôm nay thì cũng có nhiều người qua góp lắm mọi người. Góp đa số người ta mua dòng cao và nhiều. Nên hôm nay có hết 11 con mắt nè. Có dòng 11 con mắt thì mấy ý mắt dòng vàng cũng hết luôn. Cái chung góp bây giờ cũng dễ mọi người. Góp thì chỉ cần chứng minh bằng lái. Nếu mà chứng minh bằng lái không được thì chứng minh không. Đó. Chung rất là dễ luôn. Mà không nào xấu mới được nha. Không nào xấu mọi người. Tiếp theo là Pixel 4 mọi người. Đây là Google Pixel 4. Em còn được hai cây cuối cùng. Giá bán là 5.400.000, gam 664GB. Chip là 855 mọi người, xe đó là gần 855 á. Cái này cũng có lo kép trong nước, màn hình là 90Hz nha. Ok, tiếp theo sẽ là Sony XZ. Đây Sony X1 mọi người. Sony X1 á, nếu mọi người mua không bảo hành á, em sẽ bán giá là 4.990.000 nha, Sony X1. Đó. Nếu mọi người mua không bảo hành á nha. Đó, bên em sẽ bán giá là 4.990.000. Không cắp sạc nha mọi người, máy trần không. Tại vì có nhiều người nói bên em bán cao, nhưng mà người ta bán á, là người ta không bảo hành mọi người. Bán đúng giá là 4.990.000 là không bảo hành. Thằng ai đó, ví dụ bên người chỗ tiệm khác mọi người, lại có nhiều người bình luận á. Đó bên em bán bảo hành là 5.600.000, mọi người muốn không bảo hành á em bán giá là 4.990.000. Đó. Cho mọi người mua luôn, màn hình 9899 nè. Đó. Hình rất là đẹp, màn hình là 4K nha, nhưng mà màn hình là AMOLED nha mọi người, màn hình là OLED chứ, em nói nhầm. Là màn hình OLED nha, chứ không phải màn hình IPS nha. Màn hình OLED nó sẽ là rất là đẹp mọi người. Đó, độ phân giải màn hình là 4K. Tỷ lệ màn hình là 21:9 mọi người. 6.5 inch nhưng mà nó rất là dài nha. Đó, nó sẽ rất là dài mọi người. Đó, mọi người muốn mua hai giá cũng được. Đó còn mọi người khỏi hỏi là ở đây bán cao quá. Thì bây giờ ở chỗ kia người ta bán không bảo hành thì người ta sẽ bán rẻ mọi người. Còn bên em bán quá bảo hành nên sẽ khác nha. Thì mọi người mua giá là 4.990.000 không bảo hành. Đó, còn có bảo hành là 5.600.000. Đó, ok. Hai màu thôi, còn hai màu thôi mọi người. Hai màu cuối cùng nha. Đây, Sony XZ3. XZ3 cũng gần hết rồi. Nói chung dòng này cũng bán thịt. Cũng rất ok, màn hình là 2K. Nhà là màn hình OLED. Màn hình OLED 2K. RAM 4, bộ nhớ là 64GB, chip sẽ nói gần là 845. Chip 845. Có lò kép có trong nước nha. Và giá bán là 3.150.000 nha mọi người. 3.150. À hôm nay có một cây đây mọi người. Khoan hốt là chim nha, tại vì có một cây này em quên. Sợ nó gớp. Đây là Samsung Note 1 Plus. Đây mọi người, Samsung Note 1 Plus bản Mỹ nha. Bản Mỹ có 5G luôn nha mọi người. Samsung Note 1 Plus bản Mỹ có 5G. Đó. Màu đen. Pin là 4.300. Hiện tại là chạy Android 10 mọi người. Này, con này chip Snapdragon là 855 nha. Là bản Mỹ nha mọi người. Đó, bản Mỹ nha. Đây cam ga. Nó cam ga mọi người. Bản Mỹ Snapdragon là 855, RAM 12, bộ nhớ là 256GB, có 5G luôn nha. Nó con này có 5G luôn nha mọi người. Note 1 Plus bản Mỹ. RAM 12, bộ nhớ 256GB, màu đen. Màn hình con này còn khá đẹp mọi người, 99 nha. Đó, màn hình 99 mọi người. Chân sạc máy tinh.
đó, chân sạc máy tính mọi người thấy không, giá là 10.500.000 nha, chỉ một cây duy nhất thôi. Đó, một cây duy nhất mọi người, nói chung màn hình rất là đẹp luôn, 10.500.000. Ok, cái cùng là Vivo F1 Go, màn hình là OLED 6.5 inch, có vân tay nằm trong màn hình nha, gam 8128GB, 3.550.000 nha. Thì hôm nay bên em có nhiêu đây thôi, cảm ơn mọi người xem buổi livestream của em nha mọi người, mọi người thấy hay chia sẻ ủng hộ nha, bye bye, hẹn mọi người clip tiếp theo nha mọi người.